Alo, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày cuối tuần rồi. Bây giờ là hơn 7 giờ rưỡi rồi. Hơn 7 giờ rưỡi rồi, là trên đang đường về. Hôm nay là thứ bảy. Ở thành phố mấy hôm nay là dịch lan rất là rộng, nên là đa số những quán ăn đồ này kia là đã đóng cửa rồi nha. Quán ăn, quán cà phê đồ này kia là không có hoạt động, nên là bây giờ đi tìm quán ăn tại chỗ và quán cà phê này kia rất là khó nha các bạn. Nhưng mà chúng ta, tất cả chúng ta cùng chung tay nhau dập dịch và tuân thủ những cái quy định của nhà nước, quy định 5K của chính phủ. Khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế và không tụ tập nha các bạn. Thôi, hôm nay là một ngày thứ bảy nên là mình, các bạn chắc cũng ít nghe radio đúng không ạ? Giờ mình sẽ nghe radio, nghe tần số 91 MHz đó, để mình nghe những bài nhạc của ngày thứ bảy Bolero cuối tuần nha. Rồi, xin mời các bạn nghe nha. Hôm nay là ngày 29 tháng 5. Câu chuyện hay nó có những cái giai thoại gì ở phía sau hay không? Thực ra là sự tình như thế này,
cái lúc mà như Hoàng Trí đã chia sẻ, trong cái bối cảnh âm nhạc Việt Nam lúc bấy giờ đó thì đang khan hiếm và cũng như mong muốn được tìm kiếm với một điều tất yếu thôi, là cái gì thì người ta cũng sẽ cần cái mới, nghe cái cũ hoài riết đó thì đôi khi chán. Thì nhạc sĩ Hữu Minh lúc bấy giờ mới mong muốn là tìm ra một cái thể loại, lúc đó chỉ là thử nghiệm thôi, thử nghiệm âm nhạc, tức là những ca khúc mang kết cấu và âm điệu của nhạc dân ca nhưng lại được thể hiện với kỹ thuật nhạc hiện đại. Đó tức là lấy cái cổ điển ghép vào một cái gì đó truyền thống, cái gì đó nó hiện đại hơn, liệu xem rằng là nó có ra được một cái thể loại nào hay không. Thì đó là cái yếu tố của Mưa Bụi. Và trong cái quá trình khi mà nhạc sĩ Hữu Minh cùng với ekip của mình đi quay, lúc bấy giờ rất là thịnh những cái MV karaoke mà chúng ta hay thấy đó, đi vào karaoke ngày xưa đó, Rạng Đông này 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 đó, đó là khi mà mình đi vào là mình sẽ thấy là những cái nhạc phẩm karaoke mà cái cảnh đó là có một bạn nam, một nhân vật nữ, hai người cứ đi lang thang gì đó, thất tình cũng có, hạnh phúc cũng có, đi qua những cái cảnh đẹp, đi quay khắp nơi ở đất nước luôn. Thì trong một cái quá trình là đi quay ở Đà Lạt để làm cái MV karaoke thì nhạc sĩ Hữu Minh bắt gặp Mưa Bụi, mà như nhạc sĩ Hữu Minh đã từng nhấn mạnh là Mưa Bụi chỉ có ở Đà Lạt mới có, tức là mưa nhẹ mỏng chỉ kịp làm, nó chỉ kịp làm, nó không làm ướt sũng người ta, nó chỉ là một cái gì đó nó phớt nhẹ làm cho lấm tấm ở trên áo thôi, chứ nó không làm ướt sũng như là những cơn mưa khác. Chính vì thế mà bất giác ông ấy nghĩ ngay đến à thôi thì đây cũng là một kỷ niệm, và ông chọn Mưa Bụi là tên của tập nhạc, và cũng là đến thời điểm này thì chúng ta hay gọi là giai đoạn đó, thể loại nhạc Mưa Bụi nằm trong những cái tập nhạc Mưa Bụi 1, Mưa Bụi 2 và nhiều những cái tên gọi sau đó nữa của sứ mệnh Mưa Bụi. Thì Hoàng Trí đang chia sẻ với tất cả chúng ta liên quan đến cái ký ức và cũng như liên quan đến nội dung của Mưa Bụi sau khi chúng ta cùng lắng nghe liên khúc Mưa Bụi. Và bây giờ thì mình lại tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay, những ca khúc mashup và liên khúc về bolero. Chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với một bản mashup nữa, và bản mashup này thì được thực hiện bởi hai chị em cũng có một cái lượng fan hâm mộ rất là hùng hậu. Và Hoàng Trí thấy rằng là hai chị em này thì có giọng hát rất là chất lượng. Người chị thì là á quân của một cuộc thi, và liền sau đó thì người em cũng đi thi cuộc thi đó vào năm sau, và người em thì được quán quân hơn cả người chị nữa. Hoàng Trí đang nhắc đến Phương Anh, Phương Ý. Và bây giờ nãy giờ chúng ta nghe liên khúc nhiều rồi đúng không ạ? Thì bây giờ quay trở lại cùng với mashup, và để xem rằng là mashup về biển tình có hai ca khúc, đó là Biển Tình của Lam Phương và Huyền Thoại Một Chiều Mưa của Nguyễn Vũ, có ba ca khúc lần ạ, cùng với đó là Hai Vì Sao Lạc của anh Việt Thu. Liệu rằng ba ca khúc này cùng với tư duy của hai người trẻ là Phương Anh và Phương Ý đặt để trong phần mashup Biển Tình nó sẽ như thế nào? Ngay bây giờ xin mời mọi người cùng lắng nghe. Tương lai đường trắng ta cùng bước, xiên tay dắt nhau
Nàng tiên giáng trần.